Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình là Thành Đạt và chào mừng các bạn đã trở lại với Miu Inspire số lần này của Miu In. Và ngồi kế bên mình đây chính là một bạn DJ vừa đã tốt nghiệp tại Miu In trong khóa học lần này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện của bạn đó như thế nào nhé. Bạn có thể giới thiệu cho mọi người được biết về mình được không ha? Xin chào các bạn, mình tên là Trần Thành, DJ name của mình tên là Don Lino. Mình vừa tốt nghiệp khóa học 3 tháng tại Miu In. Hiện tại mình đang làm công việc là quản lý nhà hàng tại quận 1. Cho Đạt được tìm hiểu về câu chuyện của Thành nha. Thì trước khi mà Thành trở thành một người DJ như bây giờ thì không biết là Thành đã từng học qua những cái bộ môn hay là những cái chuyên ngành nào khác ngoài DJ hay không? Ngoài lĩnh vực âm nhạc. Trước khi mình theo đuổi DJ thì mình đã từng là một chiến sĩ công an. Mình có thời gian công tác khoảng 3 năm. Sau đó mình nhận ra là ngành đó không hợp với lại đam mê sở thích của mình nên là quyết định từ bỏ và chuyển sang ngành này. Vậy là đam mê sở thích của bạn là từ rất nhỏ luôn hay sao? Từ nhỏ mình đã được tiếp xúc với âm nhạc nhiều. Mình nghe nhạc, mình xem các buổi trình diễn của các DJ nổi tiếng thế giới trên TV qua các phương tiện truyền thông. Sau đó nên là được tiêm nhiễm và đam mê âm nhạc từ trong máu từ khi còn nhỏ. Vậy thì cho Đạt được hỏi là tại sao Thành lại chọn Miu In sao? Miu In có được cái đặc điểm nào mà Thành lại chọn Miu In để có thể là cùng chấp cánh ước mơ cho mình ha? Trước khi mà em đi học DJ thì em cũng có lựa chọn đắn đo suy nghĩ nhiều, lựa chọn các trung tâm, các người dạy. Sau đó em có nghe qua anh Phát Bít là một người cũng có tiếng và rất chuyên nghiệp, uy tín trong ngành này. Nên em quyết định là chọn Miu In. Vậy thì sau cái khoảng thời gian mà bạn đã cùng gắn bó với Miu In đó thì bạn có những cái cảm nhận nào về Miu In sao không ha? Giống như là về con người, về những cái cơ sở vật chất ở đây nó có đáp ứng đủ cái nhu cầu của bạn hay không ha? Theo cảm nhận của em thì cơ sở vật chất của Miu In rất là hiện đại. Các bộ CDJ và mixer ở đây luôn cập nhật những theo xu hướng mới nhất, hiện đại nhất. Đội ngũ giảng viên và trợ giảng nói chung là và tất cả các tập thể nhân viên ở đây đều rất chuyên nghiệp, thân thiện, vui vẻ, hỗ trợ em rất nhiều khi em đi học ở đây. Vậy thì khi mà em theo đuổi về ngành DJ này á thì em đang chơi theo cái thể loại nhạc nào hay không? Em đang chơi theo cái thể loại nhạc nào ha? Hiện tại thì thể loại nhạc sở trường của em là bass house, tech house và trance. Nhưng em vẫn đang muốn mở rộng thêm thể loại nhạc em có thể chơi thêm nữa nên em đang luyện tập hip hop, trap và các nhiều thể loại khác nữa. Thì khi mà đối với một người mà chuyển từ ngành này sang ngành khác đi ha, thì em có một cái lời khuyên nào không dành cho những cái bạn trẻ giống như là ở tuổi của mình, khi mà các bạn đó cảm giác là những cái môn học các bạn nó không có phù hợp với cái đam mê của các bạn, thì không biết em có lời khuyên nào dành cho các bạn không ha? Thì em có một lời khuyên nhỏ cho các bạn là các bạn phải thực sự hiểu chính mình, biết mình đang thích cái gì, thực sự biết mình thích cái gì, đầu tư thời gian, công sức và kiên trì cho sở thích đó, theo đuổi đam mê rồi thành công sẽ tới với các bạn. Dạ, đó là một vài sự chia sẻ của DJ Don Leo, aka Trần Thành, đã có thể chia sẻ cho các bạn cùng nghe về câu chuyện của các bạn đó như thế nào. Và hẹn gặp các bạn ở tại Miu Inspire lần sau. Xin cảm ơn.